Một siêu phẩm xanh ngang tầm với những công trình kiến trúc trên thế giới. Một siêu phẩm sẽ sớm trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc kỳ vĩ của thủ đô Hà Nội. Sunshine Center. Giải đất kim cương kết nối các tuyến giao thông quan trọng và hàng loạt các công trình hạ tầng xã hội hàng đầu. Tọa lạc tại vị trí chiến lược giữa trung tâm quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nằm tại số 16 đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình, Sunshine Center tiếp cận với điểm bắt đầu của đường cao tốc trên cao thuộc tuyến vành đai 3, nối giữa hai cầu Thăng Long, Thanh Trì. Tiếp cận với trục đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, dẫn thẳng vào trung tâm Hà Nội. Sunshine Center tiếp giáp với hàng loạt trụ sở các ban ngành, trung tâm hành chính, các bệnh viện và trường học lớn. Sunshine Group, Sunshine Center tự hào là một trong số ít dự án bất động sản trên thị trường đáp ứng tuyệt đối mọi nhu cầu làm việc và sinh sống của khách hàng. Mang phong cách tân cổ điển sang trọng, Sunshine Center không chỉ là một không gian sống và làm việc hoàn hảo, mà còn là nơi chào đón thịnh vượng, biểu tượng cho phong cách sống đẳng cấp, được thiết kế thông minh với các tiện ích văn phòng đạt tiêu chuẩn 5 sao. Niềm tự hào của Sunshine Center chính là Office Hotel, mô hình 2 trong 1, vừa là văn phòng làm việc, vừa có công năng sử dụng như một căn hộ đầy đủ tiện ích. Đây là loại hình căn hộ đa năng rất phổ biến tại các quốc gia Âu, Mỹ, được xem là sản phẩm bất động sản dẫn đầu xu hướng phát triển mới ở Việt Nam. Bên cạnh Office Hotel, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng, Sunshine Center đã xây dựng hệ thống căn hộ đa dạng về diện tích và hình thức. Căn hộ Studio nhỏ gọn, căn hộ thông thường rộng rãi. Căn hộ penthouse đẳng cấp trên tầng cao nhất được kết nối với sân trời thoáng rộng và vườn dạo thơ mộng. Trung tâm thương mại cao cấp hội tụ hàng trăm thương hiệu nổi tiếng. Thiên đường spa thư giãn, khu yoga, fitness center hiện đại, tiện nghi. Hồ bơi chân mây tuyệt đẹp với sàn tắm nắng rộng rãi là một nét chấm phá đậm chất vương giả của khu dự án. Và club đẳng cấp 5 sao sành điệu, thỏa sức đắm mình trong sự quyến rũ của âm nhạc. Nhịp sống tươi trẻ và đẳng cấp bậc nhất thủ đô đang chờ đón bạn tới khám phá và trải nghiệm. Hãy sống và tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa tại Sunshine Center.